Đám cưới rình rang mạng buôn bản hội của cô dâu 62 tuổi và người chồng tầm thường 35 tuổi đã khiến nhiều người cực kỳ bất ngờ. Theo đó, cô dâu Thu Sao và chồng của mình là Hoa Cương sau một năm kết duyên vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như ngày nào. Tuy vậy, cách đây không lâu, anh Hoa Cương hiện ra với diện mạo có phần hơi tả khiến cho ai nấy đều giật mình và trêu đùa Thu Sao dùng chồng hơi bị phá. Cô dâu Thu Sao và chồng Hoa Cương trên những bức ảnh dùng ác biên tập cực kỳ long lanh. Diện mạo thật được cho là quá xuống sắc của Hoa Cương. Cuộc sống ngày tầm thường của cặp đôi là tầm thường xuyên hiện ra với những màn live stream trên Facebook. Ngoài ra, vợ chồng Thu Sao và Hoa Cương còn khoe thêm cả việc đưa anh chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đếm ra thì mới biết, Hoa Cương đã có tới 5 lần 7 lượt đi làm các loại tiểu phẫu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, có vẻ như thành tựu chưa khiến cho cặp đôi hài lòng cho nên mới đây, Thu Sao đã đưa Hoa Cương xuống tận Hà Nội để một lần chơi lớn. Ngay khi hiện ra, hình ảnh mới của chồng chị Thu Sao nhận về không ít lời khen vì khuôn mặt mới có phần trẻ trung hơn trước rất nhiều. Hoa Cương đã làm mũi, lông mày và theo anh chia sẻ thì tổng thể phung phí đều có người tài trợ. Hoa Cương xuống Hà Nội làm phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt anh có sự thay đổi rõ rệt. Còn về phía Thu Sao, cô cho biết rất thích cho chồng đi làm đẹp mặc kệ những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Hiện tại, cặp đôi vẫn cực kỳ gắn kết bất chấp những khác lạ về tuổi tác và ngoại hình. Trước đó, cũng nhiều lần Hoa Cương được vợ cho đi làm đẹp.